Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tuyên tổng mức án 77 năm tù giam dành cho các đối tượng phạm tội. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, các đối tượng Vũ Văn Tuấn sinh năm 1996, Vũ Mạnh Hùng sinh năm 2000, Đoàn Quang Minh sinh năm 2002, Nguyễn Kim Tiến sinh năm 2004 cùng tạm trú tại thành phố Đà Lạt. Để có tiền tiêu xài cũng như có ma túy để sử dụng, từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2023, Vũ Văn Tuấn đã rủ Đoàn Quang Minh tham gia góp tiền khoảng 40 triệu đồng để mua ma túy, loại ketamin và thuốc lắc về bán kiếm lời. Sau đó, Đoàn Quang Minh tiếp tục rủ Nguyễn Kim Tiến góp tiền đưa Vũ Văn Tuấn 17 triệu đồng mua ma túy dạng ketamin và thuốc lắc. Số ma túy mua được, Vũ Văn Tuấn đưa về nơi ở của Vũ Mạnh Hùng tại thành phố Đà Lạt, cất giấu để bán và sử dụng. Qua kiểm tra nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện một túi ni lông màu hồng chứa 69 viên nén, một túi ni lông màu trắng chứa 21 gói chứa chất tinh thể màu trắng. Trưng cầu giám định phát hiện toàn bộ các viên nén và gói chứa tinh bột trên là ma túy. Trong đó, hơn 32 gram loại ketamin và hơn 30 gram loại MDMA. Ngoài ra, các bị can còn khai nhận thêm nhiều vụ vi phạm pháp luật khác liên quan đến việc mua bán và sử dụng ma túy khác trước đó. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Tuấn 24 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đoàn Quang Minh 23 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xử phạt bị cáo Vũ Mạnh Hùng 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, bị cáo Nguyễn Kim Tiến 5 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hình phạt mà 4 bị cáo phải thi hành án là 77 năm tù.